Phương Chi xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là tất cả các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Liên danh Đảng Tự Do đủ tiêu chuẩn để tham dự cuộc vận động tranh cử năm nay vào Tòa Bạch Ốc, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, ngoài hai liên danh chính đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ năm nay sẽ có tên trong phiếu bầu cử, Đảng Tự Do cũng đã chính thức đủ tiêu chuẩn để cùng họ có tên trong cuộc bỏ phiếu năm nay. Ứng cử viên cho tổ chức của ông Gary Johnson và Phó Tổng thống William Weld đã tích cực vận động trong thời gian vừa qua nhằm thu nhập đủ chữ ký để nạp vào văn phòng thư ký bầu cử của khắp 50 tiểu bang. Theo các cuộc bỏ phiếu năm nay cho thấy thì liên danh Đảng Tự Do có thể chiếm lấy 15% trong tổng số phiếu mà họ cũng sẽ đứng chung sân khấu với hai ứng cử viên Donald Trump và bà Hillary Clinton trong các cuộc tranh luận tới đây trước ngày tổng tuyển bầu cử vào tháng 11. Các cuộc bỏ phiếu thăm dò hiện nay cũng đã cho thấy cuộc tranh cử sẽ xảy ra bây giờ, ứng cử viên Donald Trump có thể chiếm lấy phần thắng tổng số phiếu của người dân, nhưng ứng cử viên Hillary Clinton sẽ giành phần thắng về phiếu cử tri. Ngoài hai đảng Cộng Hòa, Dân Chủ và Đảng Tự Do, còn có hai đảng khác hiện đang tiếp tục vận động tranh cử nhằm đưa tiếng nói của mình trước công chúng, dù họ sẽ không có hiểu khó khăn về đạt lấy tiêu chuẩn để có tên mình trong lá phiếu đảng Xanh và đảng Độc Lập. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng hàng ngàn công nhân lên tiếng nói đòi mức lương công bằng, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, thứ Bảy ngày 10 tháng 9 vừa qua, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và cùng hàng ngàn công nhân đã cùng tụ họp tại công viên Boston nhằm kêu gọi việc lương bổng công bằng cho các công viên trong hợp đồng kế đến mà Liên hiệp Lao động và các công ty sẽ ký kết. Đại đa số là các nhân viên thuộc Hiệp hội 32BJ, SEIU và những người làm việc quét dọn tại các trung tâm thương mại thành phố và các trường học. Tại cuộc tụ họp, thì Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã cam kết và sẽ kết lòng hỗ trợ cho việc tranh đấu sự công bằng trong lực lượng lao động. Bà cũng đã chia sẻ và chính bà cũng là từng là người làm công việc gác cổng. Hợp đồng giữa công nhân và quét dọn của các công ty thương mại sẽ hết hạn vào cuối tháng 9 năm nay. Hơn 2.000 người lao động hiện đang trong mỗi hợp đồng mới sẽ được ký kết với mức lương tốt hơn và lợi ích khác. Mức lương hiện nay là 18 Mỹ Kim cho một giờ và những người tham dự đã phản ảnh cho rằng lương bổng cần phải được tăng nhằm theo kịp với phí sinh hoạt đang tăng cao của tiểu bang. Các trường đại học trong tiểu bang Massachusetts được xếp hạng đầu trong các danh sách các trường đại học cao đẳng nghệ thuật, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, theo một nghiên cứu của News và World Report đưa ra việc xếp hạng của các trường đại học trên toàn quốc Hoa Kỳ, trong trường đại học cao đẳng tại tiểu bang Massachusetts đã được xếp hạng đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật. Đứng đầu danh sách trong tiểu bang là trường đại học Williams College, sau đó là đại học Amherst và Wellesley. Riêng của vùng New England thì trường đại học Middlebury thuộc tiểu bang Vermont được xếp vào hạng thứ tư. Riêng danh sách của các trường đại học của Hoa Kỳ thì đại học Harvard đã về hạng 2, sau trường đại học Princeton và trường đại học MIT cũng đã xếp hạng vào hạng thứ 7. News và World Report đã được theo 15 chỉ tiêu của các danh giá và xếp hạng các trường đại học. Một trong những chỉ tiêu và dựa vào mức tốt nghiệp của học sinh, chi phí và các chuyên ngành và nợ sau khi ra trường. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Bạn đã du hành khắp nơi trong nước Mỹ, bạn đã đến Connecticut chưa? Hãy nhanh chóng đến với Mohegan Sun rực rỡ, sôi động để tận hưởng thế giới giải trí hạng nhất. Do thẻ Momentum, kỳ tích đã diễn ra hàng ngày tại nơi đây. Mohegan Sun, thiên đường hạnh phúc vô tận, may mắn tràn đầy. Hãy đến giải trí và nhận những quà tặng giá trị từ Mohegan Sun. Mọi chi tiết xin liên lạc Asian Headline, số điện thoại 877-999-9977. Hai Nguyên, em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó anh em. Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ồ, ở đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. À, luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chà tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England, do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây
quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc Tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, rồi bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư. Bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Dorchester trong khu vực Dorchester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. Hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Dịch vụ sửa sắc đẹp không cần giao kéo, chỉ cần 15-20 phút. Chích Botox, xóa nhăn, sửa cằm vành. Trực Lâm Vĩnh Viễn, bất cứ nơi nào trên cơ thể bằng laser. Thẩm mỹ nội khoa, dùng chất gel, chích xóa hốc mắt, hốc miệng, rãnh miệng, trả lại cho bị mất trong tự nhiên do thời gian với chất gel Juvederm. Trị nám, tàn nhang bằng công nghệ laser hiện đại của Mỹ. Q-Switch và Carbonate, Carbon Laser Peel trị mụn và trẻ hóa da. Xăm lông mày điêu khắc, xăm môi và xăm mí mắt. Có thuốc chích thuốc tê không đau, sau chỉ nâng mặt, dưới cằm và cổ bằng chỉ tiêu tự nhiên tiêu chuẩn của Mỹ PDO. Dịch vụ lột da mặt bằng Perfect Derma Peel, tư vấn miễn phí, xin gọi bác sĩ và các chuyên gia laser hôm nay với Ngọc Medical Spa. Bệnh viện Kearney cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu hiện đại và thuận tiện. Dù quý vị hay gia đình cần chăm sóc khẩn cấp, lấy hẹn với bác sĩ gia đình hay chuyên khoa, đội ngũ nhân viên xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng sẽ giúp quý vị có hẹn bác sĩ dễ dàng, tái khám và hoàn tất những xét nghiệm cần thiết. Với thông dịch viên riêng, quý vị sẽ được thoải mái trình bày trực tiếp bằng tiếng Việt với tất cả nhân viên y tế. Chúng tôi hân hạnh nhận cuộc gọi của quý vị. Để lấy hẹn hôm nay, xin gọi trung tâm chăm sóc sức khỏe số 617-506-4970 hay để hẹn với bác sĩ nói tiếng Việt, xin gọi số 617-506-4952. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston và sau đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa SBTN Boston và chị Trinh đại diện cho Senior Whole Health.
Phương Chi xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay SBTN Boston rất hân hạnh được mời chị Trinh là đại diện cho Senior Whole Health, là một trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao niên. Trước hết, Phương Chi xin chào chị Trinh. Dạ, kính chào chị Phương Chi và xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Theo Phương Chi được biết thì cái chương trình Senior Whole Health thì là một cái chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao niên. Thì xin mời chị Trinh có thể giải thích thêm về chương trình này thưa chị. Chương trình Senior Whole Health là cái chương trình mà cung cấp sức khỏe dành cho những bác trên 65 tuổi. Và cái điều kiện quan trọng là phải có mass health, có nghĩa là những bác nào trên 65 tuổi và phải có là cư dân của vùng Massachusetts mình. Và phải có mass health thì mới có điều kiện để có tham gia vào chương trình Senior Whole Health. Chị Trinh có thể giải thích thêm là lý do tại sao mà chương trình Senior Whole Health lại bắt buộc mình phải có mass health thì mới được đủ tiêu chuẩn thưa chị? Tại vì cái chương trình này đó là chương trình của tiểu bang chị. Cho nên là họ yêu cầu là phải có mass health thì mới được, còn nếu không có mass health thì không có quyền lợi của chương trình. Chị có thể cho biết thêm là chương trình có những quyền lợi như thế nào thưa chị? Cái quyền lợi của chương trình á, cái thứ nhất là giúp cho những bác trên 65 tuổi mua thuốc không cần phải trả tiền. Ví dụ như bây giờ có những bác á, đôi khi mua thuốc mấy bác còn phải trả mỗi một toa thuốc là đôi khi 3 đồng, 5 đồng tùy loại thuốc. Nhưng mà khi mấy bác có chương trình Senior Whole Health thì bất kể loại thuốc nào cũng vậy, hoàn toàn miễn phí hết, không cần phải trả gì hết, mấy bác không có cần phải trả tiền. Cái thứ hai nữa là chị cũng biết là mấy bác lớn tuổi là đôi khi không có phương tiện để đi lại trong vấn đề mà có hẹn với bác sĩ hoặc là bệnh viện này nọ đó, thì các bác sẽ bị hạn chế trong vấn đề mà đi lại, thì chương trình sẽ hỗ trợ và giúp cho mấy bác là có phương tiện đi lại và không có cần phải chi trả bất cứ một chi phí gì hết. Và một cái câu hỏi kế tiếp thì nếu như mà cái chương trình Mass Health, mình đã có Mass Health rồi thưa chị, rồi thêm một cái chương trình Senior Whole Health, thì mấy bác có bị ảnh hưởng gì với cái chương trình họ đang có mass health không thưa chị? Dạ không. Những bác nào đã có mass health rồi và khi mà có tham gia vào chương trình Senior Whole Health thì cái quyền lợi nó còn tăng hơn thôi. Chứ còn không có bị mất mass health hay là không có bị ảnh hưởng gì đến với mass health hết. Bởi vì chương trình Senior Whole Health cái điều kiện đầu tiên họ yêu cầu là phải có mass health. Thì nếu mà có mass health thì mấy bác mới được tham gia. Cho nên hãy nếu mà không có mass health thì mấy bác không có được quyền lợi gì hết. Chắc có lẽ cái câu này em cũng muốn thắc mắc là cái giữa cái nursing home và cái chương trình Senior Whole Health nó có khác biệt gì không thưa chị? Cái nursing home á là cái chương trình mà dành cho những bác giống như là không có còn khả năng tự chăm sóc cho bản thân mình nữa. Thì cái nursing home là cái nơi mà để cho mấy bác vào để ở, giống như là gọi là cái giai đoạn cuối đó. Thì là khi mấy bác không có còn khả năng tự chăm sóc, giống như có những bác bị lẫn hay là không có con cái bên cạnh để mà chăm sóc cho mấy bác trong vấn đề đi lại, thuốc men, không có còn nhớ giờ mình uống thuốc, không có còn nhớ để giờ mình ăn rồi nọ đó, thì họ đưa vào trong cái nursing home để mấy bác ở trong đó, thì sẽ có những người y tá và họ sẽ phục vụ 24/24. Còn cái chương trình Senior Whole Health là đa số là cũng có, mình cũng có phục vụ cho chương trình nursing home luôn. Có những bác mà đang ở trong nursing home hoặc là vào nursing home thì mình vẫn cover. Nhưng mà cái quan trọng là tại vì chương trình này là họ giúp cho mấy bác là an toàn để được ở nhà. Bởi vì là nó sẽ phục vụ hết đầy đủ, phương tiện đi lại, thuốc men đầy đủ và có y tá rồi họ tới họ thăm, họ chăm sóc tại nhà. Hoặc là trong trường hợp ví dụ như có những bác mà cần những cái dịch vụ giống như là đem cơm nước tới nhà ăn hàng ngày, giặt giũ áo quần, có người tới dọn dẹp clean up nhà cửa cho mấy bác thì cũng phục vụ có hết người đầy đủ. Phục vụ đúng không, chị? Hoặc là trong nhà nếu mà mấy bác có con cái hoặc là trong nhà có con cháu, bất cứ người nào cũng vậy, thí dụ như không có muốn người lạ tới làm mà muốn cho con cái mình tới làm thì chương trình cũng sẽ giúp và hỗ trợ là giống như để con cháu ở nhà chăm sóc rồi làm những cái việc đó, thì chương trình sẽ hỗ trợ trả lương luôn á chị. Em muốn biết thêm là ngoài cái vấn đề mà chăm sóc sức khỏe như vậy thì mình có những cái chương trình nào khác nữa không thưa chị? Ngoài cái việc mà chăm sóc sức khỏe, giúp cho mấy bác xe cộ đi lại trong tất cả các cuộc hẹn, thuốc men, thì chương trình cũng sẽ giúp cho mấy bác đầy đủ hết về mắt nè, rồi răng nè, rồi nói chung là tất cả các dịch vụ hết về vấn đề y tế thì Senior Whole Health đều cover hết. Về mắt kiến đó thì mấy bác có quyền khám định kỳ hàng năm chứ không có cần phải chờ 2 năm.
khám định kỳ hàng năm. Và hiện tại thì cái gọng kiến á, là nếu mà mấy bác thay gọng kiến thì mỗi một cái gọng là họ trả cho được là 125 đô cho một cái gọng. Mình có quyền chọn cái gọng khác không hay là mình phải chỉ chọn một cái gọng mà người ta chỉ trả tiền? Nếu mấy bác nào mà không có muốn bù thêm tiền, có nghĩa là chỉ là ô muốn bảo hiểm cho sao thì tôi lấy vậy. Tại vì mình toàn chọn, mình có thể bây giờ là mình khám hàng năm, mình thay kiến hàng năm thì mình cũng không cần phải chọn gọng kiến cho xịn đâu. Còn thí dụ như nếu có những bác nào mà họ thấy những cái gọng kiến vừa mắc hơn, khoảng 150, 140 thì họ bù thêm 15-20 đồng đó thôi. Chương trình vẫn trả 125 đô chị. Cảm ơn chị. Ngoài cái vấn đề là thuốc men và những dịch vụ thì em biết là các bác lớn tuổi thì đôi khi cũng khó khăn về vấn đề ngôn ngữ. Thì không biết là chương trình Senior Home Health có gửi thông dịch viên đi theo khám bác sĩ không thưa chị? Thường thường cái chương trình thông dịch á, thường thường bây giờ đó là đối với các bệnh viện và những trung tâm y tế đó thì họ có thông dịch riêng. Và hoặc là thường thường bây giờ nó họ có cái chương trình mà gọi điện thoại á chị, thì họ có thông dịch trên điện thoại. Nhưng mà có những chỗ mà không có thông dịch hoặc là họ không có thể gọi được trên điện thoại, thì khi mấy bác yêu cầu mà book xe đó để cho mấy bác đưa đi đó, thì thường thường là mấy bác cũng sẽ yêu cầu luôn thông dịch, thì chương trình sẽ đưa thông dịch theo. Thì nếu mà mấy bác yêu cầu thông dịch thì chương trình sẽ phục vụ luôn cái thông dịch chị. Cái câu hỏi này em nghĩ là chắc mấy bác lớn tuổi chắc cũng muốn thắc mắc giống như Phương Chi thưa quý vị. Thì giống như ba mẹ của Phương Chi cũng vậy, khi mà mình càng ngày lớn tuổi thì thuốc men mình cũng phải có uống hàng ngày nó rất nhiều. Thì khi mà mình đi mua thuốc như vậy đó chị, đôi khi massage cũng phải trả, cần giống như mình phải trả tiền copay hoặc là cái bảo hiểm bắt buộc phải trả copay. Thì nếu những bác mà có đủ tiêu chuẩn mà có Senior Home Health thì mấy bác có cần phải trả thêm tiền copay không chị? Nếu mà mấy bác nào có Senior Home Health rồi và sau khi tụi em đã làm cho bác mỗi bác một cái thẻ rồi đó, thì mấy bác cứ cầm cái thẻ đó đi tất cả các pharmacy nào cũng được hết, không cần phải trả copay. Và luôn cả những cái loại thuốc mà mình gọi là over the counter đó, có nghĩa là những cái loại thuốc giống không như là dầu cá hay là những Tylenol, siro ho cảm cúm hay là những cái loại thuốc mà thay vì mấy bác phải tự đi mua uống những cái loại mà vitamin A, B, C, D này nọ đó, thì thay vì hồi trước là có mass health thì mấy bác cho dù yêu cầu bác sĩ thì bác sĩ cho dù bác sĩ cho toa thì mấy bác cũng phải trả tiền. Nhưng mà khi có Senior Home Health mà những cái loại thuốc đó nếu mà có toa của bác sĩ thì mấy bác vẫn được mua như bình thường, không cần phải trả copay gì luôn. Em mơ thấy cái tấm brochure này thì ở trong đây có nói đến về cái chương trình cai thuốc lá, thì có thể cho biết thêm chi tiết không thưa chị? Có nghĩa là bên chương trình Senior Home Health cũng sẽ giúp cho mấy bác, nếu mà có những bác nào mà có nguyện vọng muốn ngừng bỏ thuốc lá, bởi vì mấy bác lớn tuổi có nhiều bác hút lâu quá rồi thì sẽ rất là khó bỏ. Nhưng mà nếu mà mấy bác nào mà có nguyện vọng mà muốn bỏ thuốc lá, muốn cai thuốc lá, thì sẽ có nhân viên y tế và bên chương trình họ sẽ có những y tá nè, và những người làm social worker đó, họ sẽ tới tận nhà để họ hướng dẫn và họ sẽ giúp cho bác cai được thuốc lá. Và nếu những bác nào muốn biết thêm về chương trình này thì phải liên lạc như thế nào? Liên lạc chị Trinh hay là Senior Home Health và có nhân viên Việt Nam trực tiếp bắt điện thoại không? Hiện tại bây giờ đó thì nếu mà mấy bác nào mà muốn tham gia vào chương trình, có cần hỏi thêm về chương trình để cho em giải thích riêng thì có thể gọi trực tiếp cho em ở số điện thoại là 508 769 6968. Thưa chị, ngoài vấn đề phương tiện đưa đón các bác đi bác sĩ tới nhà chăm sóc thì mình còn những dịch vụ nào nữa thưa chị? Senior Home Health cũng sẽ cung cấp những cái dịch vụ cho mấy bác, các cái quan trọng là muốn cho mấy bác có được sức khỏe lâu dài thì bên chương trình họ cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho mấy bác. Nếu mà những bác nào mà muốn đi tập thể dục ở giống như là muốn đi tập ở YMCA rồi này nọ, tại vì ở YMCA mà nếu mấy bác đi tập thì tới 55 đồng một tháng lận. Cho nên là nếu mà những bác nào có Senior Home Health mà muốn đi tập thể dục ở YMCA thì chương trình cũng sẽ trả cho mấy bác đi tập ở đó. Không có cần phải trả tiền gì hết, mấy bác không cần phải chi trả gì hết, bên Senior Home Health họ sẽ tài trợ. Và cái đi tập vào đó thì dụ như có những lớp về yoga hay là đi bơi, đi tắm hơi đó thì mấy bác cũng được đi trong đó. Vấn đề việc đi tập thể dục có xe đưa đón không chị? Cái đi tập thể dục thì lại không có xe đưa đón. Bởi vì xe đưa đón họ chỉ cung cấp cho những cuộc hẹn về y tế mà thôi. Giống như là đi lấy thuốc thì được. Đi khám răng, khám mắt, bất cứ cuộc hẹn nào họ không giới hạn. Nhưng mà đi chợ, đi búa hay là đi tập thể dục thì mình phải tự túc. Ngoài cái chương trình mà đi tập thể dục để mà giữ sức khỏe tốt thì cái đó một chương trình rất là tốt. Ngoài cái chương trình đó thì mình có những cái chương trình nào giải trí cho các bác không? Về cái chương trình giải trí thì thường thường là
Nếu mấy bác nào mà muốn đi tới những cái trung tâm cao niên hay là những cái tới những cái mấy bác đi tới những sinh hoạt ở những cái adult day care giống như là mình ở Kiklak hay là Sarah Care rồi đó, thì ở đó là Senior Home Health cũng vẫn có contract và vẫn có trả cho mấy bác đi tới đó. Thưa chị, ngoài những quyền lợi mà chị vừa mới nói trong chương trình Senior Home Health thì nó rất là tốt. Chị có còn thêm cái quyền lợi nào nữa không chị? Thêm một cái quyền lợi nữa cho mấy bác đó là trong năm nay thì thường thường mỗi một bác đó thì mỗi một quý là Senior Home Health sẽ cấp cho mấy bác một cái thẻ. Và trên mỗi cái thẻ đó thì mỗi một quý có nghĩa là 3 tháng đó. Mỗi một quý 3 tháng thì các bác sẽ được 35 đồng. Và 35 đồng đó là có thể mua ở CVS, ở Walgreens, ở Rite Aid, ở Family Dollar. Và nếu mà những bác nào mà ở khu vực Dorchester thì mình có thể mua ở Pharmacy Maxim. Thì đi tới đó mua là những cái giống như những cái dụng cụ y tế vậy đó. Giống như là kem đánh răng, bằng chải đánh răng hay băng cá nhân, bandage rồi đó. Rồi thuốc nhỏ mắt. Hay là có những bác cần mua Tylenol rồi vẫn được. Là có nghĩa là một cái thẻ đó là 35 đồng mình xài. Em nói ví dụ như mấy bác mờ lỡ có quên nó có hết hạn không chị? Dạ không, cái thẻ đó thí dụ như nếu mà trong 3 tháng đó mấy bác phải mua, ví dụ như từ 1 tây tháng 1 là tiền nó sẽ vào. Thì tới 31 tây tháng 3 là mấy bác phải mua là 3 tháng. Bởi vì 1 tây tháng 4 á, nếu mà mấy bác không mua đó thì tiền 1 tây là tháng 4 35 đồng khác nó sẽ vào. Đúng rồi, Thì tiền nó sẽ không có chuyển qua cho quý khác, mà cứ hễ mỗi đầu một quý thì tiền nó sẽ vào là chỉ 35 đồng thôi. Có nghĩa là bác nếu bác lỡ bác không có xài thì bác vẫn có 35 mới nhưng mà nó không có cộng cái cũ vô. Đúng rồi, nhưng mà thường thường mấy bác không có quên đâu. Cảm ơn chị Trinh rất nhiều. Là rất tiếc là chúng ta không có còn thời gian nữa và hy vọng trong tương lai thì chị Trinh nếu mà có những chương trình mới về Senior Home Health thì SBTN Boston chắc là mong sự trở lại của chị. Cảm ơn chị Phương Chi rất là nhiều và cảm ơn các bác cũng như quý vị khán giả của đài SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn giữa SBTN Boston và chị Trinh Quỳnh đại diện cho chương trình Senior Home Health. Phương Chi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin gặp hẹn lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả các chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Phương Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình SBTN Boston kỳ tới. Nhà hàng Trí Seafood có nhiều thực phẩm tươi sống đến từ Alaska, Seattle, Canada, đặc biệt cua hoàng đế từ 3 đến 10 pound, cua Canada, cua lột, ốc quý phi, ốc bồi vôi và nhiều loại hải sản tươi sống. Có đầy đủ các món ăn Việt Nam và các món lẩu, phục vụ sáng, trưa, chiều và tối. Hãy đến với Trí Seafood để thưởng thức một bữa ăn khó quên tại Trí Seafood. Nhận delivery khắp nơi trong thành phố Rochester. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị. Đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Rochester Avenue, Rochester, MA 02125. Vina Auto uy tín tận tâm với anh thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Đến với Queen Smile Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân móng, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen Smile Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, ba lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi.
Chúng tôi nhận đặc biệt cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng đến với Ba Lẹ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẹ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân, nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Để xem lại các chương trình đã chiếu của SBTN Boston, xin quý vị vào trang nhà www.sbtnboston.com hoặc truy cập vào channel SBTN Boston tại YouTube để theo dõi các chương trình đã chiếu của SBTN Boston.